Chào mừng các bạn quay trở lại video của mình. Thì ở video lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn là sâu ra cái form Slider S rồi. Đây mình kích cái Slider các bạn. Và kích vào nút S đã sâu ra cái form rồi. Thì ở video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn validate cái form này. Gồm có tên phải nhập này và Slider phải nhập và tên không được trùng các bạn. Tên giới hạn là 100-255 ký tự chẳng hạn. Đấy thì các cái luật đấy mình sẽ tự define nhá, các bạn để xem. Đầu tiên thì mình sẽ tạo ra cái router để submit cái form này, đúng không? Các bạn vào cho mình cái router này web.php. Các bạn tạo thêm cho mình một cái copy một cái router này nhá. Đây, mình ghi là phương thức là post nhá. Đấy, router post ấy, thì ở đây là store. Và mình gọi đến cái phương thức store. Và tên định danh là server.store. Sau khi có cái submit này thì mình copy cái name của nó đưa vào cái phần, các bạn vào cho mình cái gì suộc này, vào view này, vào admin này, vào slider, vào phần s.blade.php ở form, thẻ form đấy, thì mình sẽ thêm cái action đến cái row vừa mình vừa tạo đấy. Đây row. Mình có cái router này rồi, mình phải tạo cái phương thức cho cái router này. Mình gọi đến controller này và mình tạo phương thức store các bạn nhé. Rồi. Đây mình sẽ đi ra cái là submit form. Submit form. Rồi. Mình sẽ thử lại. Khi mình ấn submit các bạn. Đấy nó đã gọi đến cái đây router slider suit store đấy. Và mình đã in ra dòng submit form. Thì ở đây thì mình sẽ không in ra cái này, mình xóa này các bạn nhé. Rồi, mình sẽ validate, validate thì trước khi validate thì mình phải tạo ra cái file để validate. PP artisan make request request và tên request là gì? Tên request ở đây là slider nhé. Add request các bạn. Rồi enter. Đấy thì mình sau khi mình nhấn enter thì mình sẽ tạo ra được cái file là trong app này, http này, request và slider request. Ở đây là nơi mình define ra các cái luật và lấy cái form vừa rồi. Thì các bạn có thể search cho mình là Laravel 5 validation nhé. Đấy. Các bạn kích vào cái mục là gì? Form request validation này, create form request này. Thì ở đây nó hướng dẫn các bạn tạo ra một cái form request và sau đấy là đây các cái ruler thì các bạn define ở đây. Đây mình sẽ copy nhá. Return này. Và mình define theo của mình thôi. Ở đây thì đầu tiên thì các bạn phải return true cho mình. Authorize. Và cái field ở đây thì các là các cái field này, tên field này, field ở đây ví dụ ở đây của mình là gì? Còn con name này, description này và image path đúng không ạ? Mình con name này. Thì là require này, uniquely trong bảng gì? Slider có S nhá. Tức là trường name này nó sẽ là uniquely. Mark 225 năm 255 và mình có field thứ hai là gì? Description. Description các bạn. Bạn thêm cho mình nhá. Nhân C. Nhân V. Đấy. Và mình cắt cho đây mình thêm một trường nữa là image path. Image path thì cũng sẽ là gì quay. Sau khi mình define ra các cái ruler xong thì mình sẽ phải đưa cái slider request này vào trong cái phần admin controller ấy, slider admin controller ấy, trong phương thức submit này. Trước khi nó chạy trong phương thức này thì nó sẽ chạy vào cái thằng này để nó validate các bạn nhé. Nếu lỗi thì nó sẽ redirect về cái trang cũ của mình trước khi submit. Ở đây mình gọi là gì? Slider add request dollar request. Ở đây mình viết này có nghĩa là cái thằng dollar request này nó sẽ là instance của cái class này
Dạ. Rồi, sau khi mình đi Benesis cái server request thì mình sẽ check nhỉ. Khi mình ấn submit form các bạn này. Thì các bạn thấy rằng là nó không hiện ra cái vào trong cái store nữa, kia nó redirect về cái back back này vì nó đã có, tức là mình đã không nhập cái này vào, nó đã bị validate đấy. Thì nhưng mà hiện tại thì nó chưa show ra lỗi validate đúng không ạ? Thì các bạn kích lại phần validation này, kéo trên cho mình. Nó có phần display validate error này, các bạn kích vào. Đây thì mình sẽ thêm cái này các bạn nhé. Ở đây thì các bạn có thể đưa ra tất cả các thông báo lỗi này, hoặc là mình thêm cái này. Dưới mỗi thông báo lỗi các cái input này, mình sẽ cho các cái thông báo lỗi dưới các cái input. Mình copy cái error này các bạn nhé. Rồi. Bạn vào lại cái file s.blade.bv trong slider. Đây cái class này. Đấy, cái class này của Bootstrap. Thì cái câu này nó check gì? Nếu mà đây, cái trường name mà đấy, trong trường name thì nó check ở trong cái slider request này, name này gồm có bắt buộc nhập này, uniquity này và mark là 255 ký tự. Nếu một trong cái nào, nếu mà một trong ba cái đợt này mà cái nào mà không pass thì nó sẽ chạy vào cái này bạn nhá, trong cái directive error này, và nó thêm class là invalid rồi. Tương tự mình sẽ thêm cho các trường khác description này, và cuối cùng là gì, form của chân file các bạn. Thì ở đây mình sẽ có là gì, các bạn phải sửa thành description nha. Rồi cái này là gì, image path này nó theo cái field name ấy. Rồi và mình cũng sẽ có là cái div này phía dưới nha, dưới các AO input mình có các div. Đây cũng là tên name, mình sẽ copy xuống cái div này luôn, và dưới div input này, ở đây mình sửa lại name các bạn nha. Đây là gì, description. Rồi đây là image path, image path. Rồi sau khi mình sửa xong thì mình sẽ check lại nào, mình nhấn submit. Đây các bạn thấy rằng là khi mình nhấn submit thì nó là lỗi hiện ra là name bắt buộc nhập này, description field là bắt buộc nhập và hình ảnh thì là bắt buộc nhập đúng không ạ? Nếu các bạn là muốn thêm cái message là tiếng Việt thì các bạn đây nha, các tầm message này có một mục này, display validate error này, custom error message này, là phần custom error message các bạn. Đây các bạn thêm cái phương thức message này vào trong cái validate của mình thôi. Đây ạ. Dưới đấy ạ. Thì các bạn define ra gì? Mình define ra một cái thôi nha, name này, chấm đi qua này. Ví dụ tên không được trống ạ. Tên không được trống nhá. Rồi. Tên không được trống. Đây là tên không được, hoặc là không. Tên không được trống đấy. Mình sẽ cắt tên một cái thôi. Các theo các đoạn tương tự các bạn nhé. Thì cái này là mình là gì? Tên là field name này và tên là tên tên cái luật gì quay ấy. Này. Chấm luật gì quay và cái message tương ứng. Rồi. Mình submit lại. Đây các bạn thấy là nó là hiện là tên không được trống này. Thì các cái khác thì các bạn cũng chỉ là chấm uniquity rồi chấm mark nhé. Đấy. Nếu là tên field chấm. Rồi. Thì mình đã hiện ra được các cái message, nhưng các bạn để ý cái phần này này, mình vẫn chưa có cái class invalid. À, invalid mình có rồi. Nhưng mà nó chưa nhận cái bôi đỏ đây các bạn nhé. Mình sẽ check tại sao. Đấy, invalid đây. Thì nó có chấm font control chấm invalid này. Ở đây mình có chấm font control à. Sau thì các bạn, đây mình bind nhầm. Cái phần description này các bạn vào nhá. Đây mình bind ở name các bạn ạ. Các bạn phải copy cái này xuống cái gì, cái class này này, phần control này. Đấy, mình nhầm nhá. Rồi mình sẽ thử lại. Đấy các bạn thấy cái class invalid thì nó có cái dấu đỏ này. Này các bạn check thì sẽ thấy rằng đây class form control chấm invalid đấy.
thì chấm hoặc là cho chấm liên quan đến hai cái chấm liền nhau, tức là nó chọn hai class này luôn nhá. Đấy thì như là cái này mình là cũng chưa có này. Tại sao? Mình sẽ check luôn. Chấm phong cùng chuẩn. Ở đây là do là mình cái đây là class là phong cùng chuẩn phai đúng không ạ? Thì cái này thì các bạn muốn cùng đỏ thế này thì các bạn sửa lại cái class đấy thôi. Đây thì cái này thành cái gì? Phong cùng chuẩn là ok đấy ạ. Mình thử nhá. Mình thử này. Đấy các bạn thấy là và cái này thì nó vẫn là CSS nó nhìn nó xấu, thì các bạn muốn style thì vào đâu nhỉ? Ở đây mình extend cái layout.admin này, mình sẽ mở cái admin ra. .md.php các bạn nhé. Đây. Và ở đây mình có từ đi khai từ khóa view CSS rồi. Và view JS ở dưới đây, đúng không ạ? Thì cái phần CSS mình thêm vào section nó sẽ đưa vào đây. Vậy mình sẽ thêm cái phần section CSS các bạn nhé. Đây. Mình sẽ quay lại file này và mình thêm cái phần section CSS. Mình đánh link tab. Rồi mình sẽ copy cái đường dẫn. Mình sẽ tạo một cái file CSS cho cái slider này. Đúng không ạ? Các bạn vào để tạo file CSS, các bạn vào public này, vào admin có s này, vào product này, vào phần sau đây các bạn không vào product nha, các bạn sẽ tạo thêm cho mình một cái folder nữa là gì? Slider. Đúng không ạ? Rồi. Và các bạn tạo cho mình cái file là s.css. Slider thì các bạn có thể tạo màn hình s đi. Trong slider thì nó có nhiều màn hình mà, thì mình vào màn hình s này, đúng không ạ? Thì mình tạo cái file gì? S.css. Rồi. Sau khi tạo xong bạn copy cái path, bạn đưa vào trong cái này. Bạn hàm lượng hàm asset để nó chọn đến public trước nha. Rồi. Đưa vào đây. Và mình sẽ xóa từ public đi. Admin slider s s.css. Ở đây thì mình sẽ mở cái file này ra và mình viết một chút CSS thôi. Đấy, các bạn thấy nhỉ? Cái này nó có gì? Class là đen alert garret này. Alert đen g đúng không ạ? Thì mình sẽ copy cái thằng này. Chấm alert đen g thôi. Rồi các bạn style cho nó là margin top 10 pixel là 5 pixel đi. Ok các bạn. 5 pixel và padding trên dưới là 3 pixel, trái phải 5 pixel nhá. Đấy, mình sẽ load lại. Không cần gì load, mình submit lại nào. Đấy các bạn thấy nó đã nhận các cái style cho mình define này, các bạn inspect các bạn sẽ thấy. Đây, alert gan alert rồi. Các bạn để ý nha, mình khi mình nhập cái một cái giá trị này đúng không, cái này nó là pass rồi, nó chấp nhận đúng không? Thì nó sẽ không bị lỗi validate nữa. Đấy các bạn, tên không bị trống mất rồi, nhưng mà cái giá trị value nó chưa giữ lại, thì cho nên mình muốn giữ lại cái value này thì mình phải dùng cái hàm O của Laravel nhé. Đây mình sẽ quay lại phần s.bd.php, thì các bạn thêm cho mình cái value ở đây. Hàm O này nó là chính là lấy lại cái section thôi. O đây là gì? Tên field của nó là name các bạn. Rồi, mình sẽ copy xuống dưới. Cái mô tả này. Đúng không ạ? O là cái section. Cần C cần V nha. Rồi. Mình sẽ thử lại. Rồi mình thử nhập tên. Đấy thì các bạn thấy rằng nó đã giữ lại được cái tên của mình rồi. Ở đây thì nó chưa giữ lại được. Value vẫn rỗng. Mình sẽ check lại. Value boot name bằng description. À sorry các bạn không giữ lại vì là mình nhập giá trị rỗng mà. Mình nhập đấy.
mình nhập qua một cái giá trị nó mới dừng lại các bạn, đấy đúng không? Đấy, nó đã giữ lại được cả hai cái giá trị này rồi. Thì ở video này mình đã hướng dẫn các bạn và viết thành công rồi. Cảm ơn các bạn.